Previously on Loyal War. Thiệt là trớ trêu chưa? Cảm giác bị người khác bóp cổ như thế nào hả? Đây chính là cái kết cho những kẻ không biết lượng sức mình và thích chỏ mõm vào chuyện của người khác. Thế nào, trước khi chết, có muốn trăn trối lại điều gì không? Ta giết quan tâm. May mà mày tới kịp. Tới giờ trả thù rồi. Ngạc nhiên chưa hả? Tốc độ này chính là nhờ con chim của ta đã sử dụng sức mạnh của bọt cạo lông vùng kính Lully and the Wolf. Nó có tác dụng làm trơn và tạo ẩm sau khi cạo. Ngoài ra, nó còn sử dụng kem dưỡng da sau cạo, chiết xuất từ lá trà xanh, làm dịu mát tức thì sau khi cạo lông. Mày cố đến mức này chỉ để bảo vệ bà già sắp chết đó hả? Bà lão không có tội gì cả. Hai mẹ con hoàng khăn đó cũng vậy. Nếu bà lão không chịu hy sinh sớm thì cả hai mẹ con nó cũng không có tiền để mà sống sót tiếp. Hy sinh một người để cứu hai người hoặc là chết cả ba. Mày chọn cái nào hả? Thế nào sói? Cho ta xem quyết định cuối cùng của ngươi là gì nào? Thế còn con sói đâu rồi hả?
nó đã đưa ra được quyết định của nó rồi. Có người đồn rằng sói đã bỏ chạy vào rừng với cái bụng đầy đá do bác thợ săn nhét vào. Có người lại đồn rằng sói bỏ đi vào rừng với cái lòng nặng trĩu do chính sự thật đau lòng mà bác thợ săn đã kể cho nó biết. Không một ai biết được sự thật cả. Và số phận của vị sói đại hiệp của chúng ta sẽ như thế nào? Quỳ ẩn giang hồ hay tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa? Tất cả đều có trong sản phẩm tiếp theo của Lully and the Wolf. Đừng quên đón xem và ủng hộ các dòng sản phẩm tiếp theo của Lully and the Wolf nhé bà con cô bác ơi.